Hộ ông Trần Văn Chiến tại thôn Trà Bổ có đơn đặt hàng 4 tạ vải, nhưng ông chỉ cung ứng được khoảng trên 3 tạ. Do sản lượng vải nhà ông đã cơ bản gần hết và điều kiện thời tiết mưa thất thường rất khó để thu hoạch. Ông là một trong số ít những hộ tại xã Văn Sào Nam hiện còn vải để giao cho khách hàng. Vụ vải năm nay, gia đình ông thu khoảng 5 tấn và đã bán gần hết với giá tại vườn trên 100.000 đồng 1 kg. Mà năm nay thì vườn của chúng tôi nói về chất lượng thì hơn năm ngoái. Và coi là quả vải thì mẫu mã đẹp hơn. Chúng tôi chăm sóc theo yêu cầu của Việt Gáp, trao đổi với các hộ gia đình thì chúng tôi tuân thủ về coi kỹ thuật phun và coi chăm bón, không coi lợi dụng thực phẩm thuốc. Vụ vải năm nay, Hợp tác xã Vải Trứng Phan Sảo Nam đã thu mua cho bà con khoảng 50 tấn quả. Giá bán thời điểm hiện tại là 150.000 đồng 1 kg. Hiện nay vẫn có nhiều nơi khác liên hệ đặt mua vải. Tuy nhiên, để giữ thương hiệu quả vải trứng, Hợp tác xã đã định hướng bà con khi xuất bán phải chọn lọc kỹ càng quả vải to, đẹp mẫu mã. Giữ được cái thương hiệu ấy thì trong cái giai đoạn trà cuối này tránh hiện tượng tình trạng sâu bệnh nó sẽ tấn công ngược trở lại. Vì cái quãng thời gian phun cho cái lần cuối cùng ấy thì nó cũng tương đối lâu rồi, tức là hết thời điểm cách ly rồi. Thế chính vì vậy cho nên là khi mà chảy bẻ cái quả vải xuống ấy, thì chúng tôi sẽ phải chọn lựa kỹ hơn so với cái trà vải thu hoạch ban đầu.